Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim nhé. Đặc biệt là các bác làm thợ đánh chim ngói bằng lưới úp ạ. Hôm nay thì bên nhà em xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu lưới úp chim ngói dài 8m, cao 2m3. Và đây là cái dòng lưới sợi 6. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về dòng lưới này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán. Bác nào đang nhu cầu sử dụng về lưới úp này hoặc là xào gọng thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại để ở góc màn hình video để các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn. Đấy, còn ngoài bán cái loại 8m cao 2m3 mà sợi 6 này ra thì bên cơ sở là bán cái loại cũng là cao 2m3 dài 8m, sợi nó chỉ sợi 4 thôi hoặc là dài 9m. Đấy thì các bác có thể là tham khảo theo cái địa thế vùng miền của mình nên chúng ta nên sử dụng sợi 6 hay là sợi 4. Đối với dòng sợi 6 này, ưu điểm của nó thì đánh nó bền sợi anh em, sợi nó to. Đấy, nhưng mà nhược điểm của nó thì nó hơi lộ khi anh em đánh những cái đàn chim khôn. Đấy, còn các bác mà đánh ở khu vực ví dụ như anh em ở tất cả tỉnh thành, ví dụ như là trên Tuyên Quang này, anh em Thái Nguyên, đấy, các bác ở Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái thì anh em thường thường là hay chơi sợi 4 bởi vì trên đấy khu vực đồi núi nhiều. Đấy, ví dụ như có những cái đàn chim ăn tụ thì có ruộng ngô hay ruộng lạc, ruộng đỗ thì anh em giải đánh thì nó sẽ không xảy ra tình trạng là bị đứt bắt lưới. Còn ví dụ anh em dưới đồng bằng đánh ở những cái khu vực ruộng đồng lúa thì anh em có thể là chơi loại sợi 4 thì nó độ tàng hình nó cao hơn. Đấy, còn hàng thì bên cơ sở là nhuộm toàn bộ là màu lâu đất nha anh em nhé. Cái hàng này thì anh em giải trực tiếp ở dưới ruộng lúa hay là anh em đánh ở những cái ruộng cày rồi thì nó sẽ không bị lộ. Đấy, một bộ của nó thì sẽ bao gồm là hai cánh lưới như thế này, là sẽ đi theo là một bộ này anh em này. Đấy, còn hôm nay làm ít 8m này thì nó có một ít viên đôi này, sợi 6 đây. Đấy, viên đôi sợi 6 đây anh em. Đấy thì các bác có nhu cầu sử dụng thì có thể đặt hàng ngay để tránh cái tình trạng mà hết biên đôi hoặc là biên thường thì bên cơ sở bán vẫn đồng giá thôi. Đấy, nhưng mà anh em nào đặt hàng trước thì là sẽ được biên đôi. Còn thông số của cái mẫu lưới sợi 6 cao 2m3 dài 8 này thì chiều cao mắt lưới của nó là 65 mặt nhân 18 nha anh em nhé. Đấy, cái chiều dài là 165 mặt. Đấy, hàng này thì thịt nhiều lắm anh em. Đấy, làm đúng đủ tiêu chuẩn của anh em thợ đánh, thịt nhiều. Đấy, còn nhiều nơi gọi là cái lưới thông 4 ấy. Lưới thông 4 thì kéo chéo ra nó là 8 phân thì cái lưới này là bắt con chim bên dưới nhé, không chuột đâu cánh được. Đấy, ưu điểm của dòng lưới này thì khi anh em úp lưới thì con vỉ nó không bị tròi từ cái phần lưới úp tròi lên. Đấy, và dây viền thì toàn bộ là chạy bằng dây viền dù không giãn này. Đấy, hàng này chuẩn, bao chuẩn cho anh em thợ đánh ấy. Đấy, số lượng lưới thì có khá là nhiều thì anh em có nhu cầu đặt hàng ở trong cái thời điểm chuẩn bị bước vào cái tháng 8 âm lịch năm 2024 này thì anh em có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.